Okay, hello, hello anh chị, hello mọi người. Em đang record cái video nói về ngành thị trường đầu tuần tuần lễ này. Nhưng mà trước khi đi vào cái phần giới thiệu thì em muốn nói một cái vấn đề nó khá là nghiêm trọng. Nghiêm trọng đối với lại một vài người thôi nhá. Còn một vài người thì có thể là thấy chuyện này nó hơi bình thường quá, đúng không? Thì đây là một cái vấn đề lừa đảo, vấn đề scam. Vấn đề đã xảy ra trong cái lúc mà em đang làm một cái business mới của mình đấy. Đó là em chuyển tiền. Trong cái quá trình mà em chuyển tiền hỗ trợ anh chị chuyển tiền từ Mỹ sang Việt, Việt sang Mỹ ấy, thì em có nhận một cái case của cái chị này ấy. Thì em xin kể về cái background trước, tức là cái người nạn nhân ở trong câu chuyện này ấy, là một người mà ở tầm tuổi 40 50 ấy, thì she không có familiar, tức là không có làm quen, không có quen với lại cái tech ấy, cho nên là rất là dễ làm nạn nhân của những cái người mà họ họ giỏi hơn, họ giỏi về tech hơn, họ rất là giỏi về công nghệ và họ rất là dễ lừa đảo mình, đúng không? Thì xã hội bên ngoài nó đang hỗn loạn như thế nào, cướp bóc xong rồi trộm cướp rồi phá tiệm phá đồ, thì ở trên mạng nó cũng đang loạn như vậy đấy. Thì she rõ ràng là một cái nạn nhân rất là dễ bị tiếp cận. Thì khi mới gần đây nhất thì em thấy she publicly she chat ở trong cái Discord của em là nói là she có cái vấn đề với lại cái broker này, she không biết là nó có uy tín không, rồi cái kiểu thì đây là một cái broker. Thì she nói là cái broker này do người bạn của she giới thiệu. Bạn ở đây thì mình không thể nào mình xác định được là cái người bạn này có thân hay là không thân, hay là người bạn như thế nào thì em không rõ, nhưng mà người bạn này giới thiệu cho she cái broker đó, đúng không? Người bạn này giới thiệu cho she cái broker đó và she tham gia vào cái sàn giao dịch này. Thì mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi mà she nhờ em là chuyển tiền giùm ấy. Thì trong quá trình chuyển tiền thì em nhận được cái tin nhắn như thế này. She nói là ok, thank you Eden, Eden chuyển xong rồi. Chào ơi, mừng hết lớn luôn. Đây là tin nhắn của she và đây cũng là tin nhắn của she luôn. She mới nói là đâu, để em share cái màn hình với anh chị em trong Discord nhé. Đây. Đây, cả hai tin nhắn đều là của chị cả. Chị nhắn với em xin phép được giấu tên của chị nhé, vì privacy ha. Nó là cảm ơn Eden nhiều lắm. Chào ơi, mừng hết lớn luôn Eden ơi. Xin mới gửi tin nhắn của cái dịch vụ đó cho với chị, là dịch vụ khách hàng là vui lòng chờ trong giây lát. Quý khách thân mến, nền tảng đã nhận được tiền xác minh của bạn gửi và hoàn trả vào số dư, vui lòng chờ 30 phút để gỡ bỏ hạn chế. Đấy. Thì chị mới nói là mình chơi bên này kiếm tiền rất ngon, nhưng mà phạm lỗi là gửi lãi trong vòng là khi gửi lãi trong vòng 24 giờ không được rút tiền ra, mà quên rút tiền ra nên bị phạt gần 35.000 đô. Đấy, thì em mới nghe cái chỗ này em cũng lấn cấn tại thời điểm đó, nhưng mà thật lòng là lúc đó em đang tức là cái chuyện đó nó hơi của riêng si ấy, không phải chuyện của em, nên là em chỉ nhắc là vậy hả chị, vậy người thì nguy hiểm quá, em chỉ nhắc nhanh như vậy thôi, chứ chứ em không không có involve hay là đi sâu về vấn đề. Nhưng mà mãi sau ấy, buổi chiều hôm đó em mới ngồi em suy nghĩ lại là ủa, tại sao lại phạt cái broker mà lại phạt mình tới cái giá tiền như thế này, rõ ràng đây là một cái gì đó nó rất là suspicious, đúng không, nó rất là đáng nghi. Sau đó em mới lên em tìm hiểu cái trang web mà si gửi cho em ấy. Đây, si gửi cho em mấy cái trang web nó đây, si gửi cho em mấy cái trang web kiểu như vậy. Đây là tin nhắn của si gửi cho em nhé, là tôi muốn tham gia đóng phạt đấy. Thì nó gửi tin nhắn của cái người đó qua, xong rồi đây cái trang web, đây là cái trang web nó tên là lyose.com. Thì em lên em tìm hiểu cái trang web này thì em biết rõ ràng đây là một cái trang web scam. Đây là một trang web scam, tức là lừa đảo đấy, là một trang web lừa đảo 100%. Em đương nhiên cái chuyện này không phải chuyện của em, anh chị có thể nói là em bao đồng đấy, nhưng mà đương nhiên đó là một member của em phải có trách nhiệm là ok, mình phải tìm sâu vào câu chuyện này và giúp người ta tránh mất tiền chứ phải không. Đấy, thì sau khi em đi vào sâu thì em biết rồi, đây là rõ ràng là một trang web lừa đảo, là cái hình thức nó lừa. Em chỉ nói ở đây để cho cộng đồng của mình tránh khỏi thôi. Đó là nó mở một cái sàn giao dịch ra, nó cho lúc đầu thì nó kêu là mình cứ bỏ tiền vào mình trade, có thể nó là một số tiền rất là nhỏ, 300 đô, 100 đô, 15 đô, 20 đô gì đó, whatever cái number mà anh chị có một cái X number, đúng không? Rồi cái số X number này sau khi anh chị đánh một vài cái trade nào đó, nó sẽ cho anh chị ăn lên, tức là bằng cách nào đó, ví dụ như anh chị đánh xuống nó vẫn sẽ cho anh chị ăn, anh chị đánh lên nó vẫn sẽ cho anh chị ăn, và anh chị cảm thấy cái số tiền này nó nhân 5, nhân 10. Tuy nhiên cái tức là nó, cái balance, cái account balance nó sẽ hiện ra nhân 10, nhân 15, thậm chí nhân 100 lần trong cái account của mình ấy. Tuy nhiên cái vấn đề lớn ở đây ấy, là anh chị không thể nào rút cái số tiền đó ra được. Nhưng mà ở tại thời điểm đó anh chị không có nhận được cái chuyện đó, mình chỉ thấy là ok, mình nói là ồ, tôi bỏ vô 5.000 đô mà tôi ăn được tới ok, tôi gần lên 100.000 rồi, ví dụ như vậy. Thì cái mà mình nhìn thấy là 100.000 cho mặt khác, nhưng mà không hề biết đây là con số ảo anh chị, con số ảo. Thì tới lúc mà mình rút tiền ra, nó kêu là rút tiền ra thì sẽ phải đóng phí, đóng phạt này kia. Thì bây giờ mình đóng tiền này để mình cash out của số tiền này, thì nó nói là bây giờ mày bỏ vô mày deposit vô 5.000 tiền thuế đi, thì tôi cho mày rút ra 100.000 này. Thì anh chị rõ ràng thấy cái risk and reward ở đây nó quá ngon đi, đúng không? 100.000 này là cái số tiền trong account balance của mình, đúng không? Và 5.000 này là con số ở ngoài cash.
thì mình bỏ cái số cash vào trong cái account này, broker này, và rõ ràng cái số tiền này nó sẽ go away và người ta sẽ lấy hết. Đấy, thì đây là một cái hình thức mà em nghĩ là nếu anh chị tìm hiểu trên mạng thì nó đã quá cũ rồi. Nhưng mà đối với những anh chị mà như em vừa nói từ nãy đến giờ, từ đầu video đến giờ, đây là một cái hình thức nó tương đối mới. Một vài anh chị mà low tech hay là chưa có quen với công nghệ thì đây là một cái hình thức mới. Nên là em sẵn vào cái video này em muốn nhắc anh chị là hãy cẩn thận với những gì trên mạng nó diễn ra, rất là khủng khiếp, rất là crazy luôn. Thì em rất là chia buồn với mà cái nạn nhân trong cái câu chuyện này nhá. Thì qua đây em cũng nhắc anh chị như vậy cho cộng đồng của mình tránh khỏi. Thôi, bây giờ mình tập trung vào cái phần tuần lễ này, em sẽ nói nhanh cái nhận định của em về tuần này và những cái mã và earning đấy, thì sau đó em sẽ kết thúc cái video này cũng như nhận định thị trường đầu tuần của em, sau đó em kết thúc video này nhé. Đầu tuần này thì có một vài cái mã nó đáng chú ý ở đây, đó là đó là Caterpillar. Em chỉ nói về những cái mã nào mà em từng trade, từng biết nó, và em biết nó là một công ty đàng hoàng chứ không phải là một cái gì đó mà em không hiểu, đúng không? Đương nhiên là em không thể nào biết tất cả, em hiểu hết tất cả những công ty ví dụ như nhỏ, nhưng mà ARM này là một mã rất là mới, em không hề biết nó được rõ bằng nhiều anh chị ở đây. Nên em chỉ nói những mã nào mà em từng trade, từng biết về nó thôi. Cụ thể đây là Caterpillar và McDonald's, em sẽ nói về trước hai thằng này, nhưng mà có lẽ là không cần nữa rồi, tại vì hai cái mã này nó earning before market open, tức là thị trường mở cửa ra đã earning xong rồi, cho nên mình skip tạm thời, mình skip hai mã này. Nhưng em cũng rất là quan tâm hai cái mã này earning sẽ là sao, sẽ lên hay sẽ xuống, phải không? Sau đó mình nói về Palantir này. Đầu tiên em sẽ nói về Palantir, xem thử Palantir như thế nào. Em tin là Palantir cũng là một cái mã mà rất là nhiều anh chị em trong cộng đồng của mình quan tâm, phải không? Đối với cái earning của Palantir thì em nghĩ và em khá tự tin cho câu chuyện, em nghĩ là nó sẽ tăng đấy. Tuy nhiên lỡ mà nó sai thì sao, lỡ cái dự đoán nó quy định nó sai thì sao, thì em vẫn sẽ buy the dip. Tức là em nói luôn về cái góc nhìn của em trên Palantir là bất kể up or down, I don't care, em sẽ mua đấy. Tức là hiện tại em đã có Palantir, mọi người đều biết rồi phải không, chỉ là nó không có gọi là con số quá lớn như là em có SE, cho nên em không thể nào là em nói là tôi đang có rất là nhiều, không, em chỉ có vừa đủ thôi, là vài trăm share thôi. Nó lên thì em sẽ có một vài trăm để mà profit đó, chứ không tới con số ngàn đâu anh chị. Nhưng mà nhìn chung ấy thì em đã có share mã này. Tuy nhiên nếu mà nó drop even more nữa thì em happy để mà mua thêm cái mã này. Đây là một mã mà riêng cá nhân em thích nó và em muốn có thêm nó. Cho nên là cái plan cho cái earning của mã này, em nghĩ rằng là nếu mà nó drop về những cái mức giá như anh chị cũng thấy ở đây, đây là cái vùng giá hỗ trợ này phải không ạ? Khoanh tròn chỗ này để cho anh chị tự mình point out ra, chứ em không có nói trước. Thì anh chị có để ý là nếu mà nó point drop về những cái vùng giá như 14 đô hay thậm chí là thấp hơn nữa, 11 đô rưỡi, 11 đô gì đấy, thì đó là những vùng giá rất là tiềm năng để anh chị mua và giữ mã này cho lâu dài. Em nói nhiều lần trên mã này rồi, Palantir PLTR, đây là một mã anh chị nên có cho cái long run, không nên day trade, nhất là những cái dịp earning như vậy. Đây là cái mã nên bỏ trong bucket list của anh chị. Tiếp theo thì mình có mã check này. Mã check này cũng nhiều volume cho cái earning của nó cũng rất là volatile, nhưng mà chắc là em skip thôi tại vì mình có rất là nhiều mã mình phải to go nữa. Tiếp theo thì mình có một cái mã rất là đáng chú ý, là ngày hôm sau mình có Spotify, cái mã này sẽ earning nhé. Mình sẽ nói về Spotify. Đối với Spotify thì như thế nào, hiện tại Spotify đang ở vị trí nào thì mình cùng nhau mình nhìn nhé. Spotify đang ở cái vị trí là so với Phoebe 2 weeks, tức là một năm vừa rồi thì nó hiện tại đang ở all time highs, nhưng so với cái lịch sử giá của nó, tức là all times của nó, thì nó hiện tại nó đang quay trở lại cái vùng giá mà trước kia nó đã từng ở đó rồi nhé. Thì đây là một cái vùng giá, đây là cái vùng battle mà nếu anh chị muốn em zone thì đây chính là cái vùng zone của em, tức là đây là một cái vùng mà em đánh giá rằng nó sẽ không dễ dàng vượt qua được đâu trong cái lần thử thách đầu tiên, first test của nó. Cho nên dự đoán của em trên cái earning lần này của Spotify em nghĩ là sẽ fail đấy. Em nghĩ là earning của Spotify là sẽ lên, tuy nhiên rồi nó sẽ không giữ được và drop về. Em nghĩ là nhiều khả năng Spotify sẽ drop về. Tuy nhiên drop về em chỉ không biết là nó drop how low it can go, tức là nó có thể drop all the way như thế này, nó drop nửa đường hay nó drop như thế nào thì em không rõ, nhưng em tin rằng nếu mà mã này nó còn lên cao ấy, có thể em sẽ mở một cái credit call hoặc là một cái gì đó theo hình thức là chặn đầu của nó. Nhưng không mua put, em mở credit call, em có thể mở sell share, một vài share tới 5 share, 7 share vậy đấy, tùy cái trade plan tại thời điểm đó. Nhưng mà em sẽ go short mã này nhiều hơn là go long cho cái earning lần này của nó, và đó là cái plan của em trên cái, nếu mà nhìn vào cái giá mà đang đi như thế này nhé. Tiếp theo về earning thì mình lại có Fiverr, cũng rất là đáng nói này, nhưng mà nếu mà có ai hỏi, có ai request thì em sẽ nói về mã này cụ thể hơn. Hertz cũng có này, Toyota này, những mã này cũng ok, rất là nhiều volume. Moving on, mình có Snap này. Đây là một mã chắc chắn phải nói về nó. FYI, nếu mà anh chị không biết là Snap
là một mã mà rất là volatile cho cái earning, tức là những cái earning của nó either hoặc là nó chạy lên 50%, 40% hoặc là top 40-50%, cái điều này đã xảy ra vô số lần rồi. Chỉ có những người, chỉ có những anh chị em nào đã từng ở trong cái thị trường này, đã từng biết về Snap, đã từng trade Snap á, thì mới confirm những điều mà Eden vừa nói rồi. Đây là một cái mã mà nó chạy cực kỳ volatile, nó chạy rất là nhiều trên cái percentage return ấy, nó chạy rất là nhiều phần trăm luôn á. Nhìn vào cái earning này của nó, mình chuẩn bị điều gì đối với cái setup hiện tại của nó? Em đang đánh giá rằng đây là một cái bull flag trên khung tuần, rất có thể rằng cái tuần lễ này giờ mà cái earning của nó sẽ đưa giá đẩy lên lên những cái vùng giá như là bao nhiêu nhỉ, 20, 21, 22 gì đó. Đây là những cái vùng giá rất có tiềm năng mà nó sẽ quay trở lại, nó test. Và khi mà nó test ở này, những cái vùng giá này em đánh giá tương đối cao, và cái chuyện mà nó sẽ không break qua được mà nó sẽ reject như này. Đây là cái đánh giá cũng như chia sẻ của Eden về cái earning lần này của Snap nha. Nếu mà nó thành công lần nữa thì rõ ràng Snap và Meta, tức là cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nó về cái mảng social media, hai mã đều beat earning và đều bay cả. Em nên dự đoán như vậy. Rõ ràng đó chỉ là dự đoán thôi anh chị nhé. Rồi, đó là góc nhìn của em trên Snap. Moving on, mình lại có thêm gì nữa nhỉ? Mình có Enphase và Chipotle. Có rất nhiều mã nó đáng để nói, nhưng mà em chỉ lựa chọn những mã nào mà em thường hay trade for cũng đáng để nói này. Em lựa chọn Enphase và Chipotle để mà nói nhé. Enphase ở đây thì ENPH, mình cùng xem thử là vị trí của nó ở đâu trước cái ngày earning. Chắc là không cần phải nói, anh chị cũng biết là cái góc nhìn của em về cái company này. Đương nhiên nó là một cái good company đúng không? Và em tin rằng nếu anh chị deep dive in this company, anh chị research vào nó, anh chị cũng sẽ thích nó nhiều thôi. Tuy nhiên đây là một cái mã mà dù thích nó cỡ nào đi nữa thì mình cũng phải thừa nhận đây là một cái mã mà nó chạy theo cái phần trăm return, nó chạy cực kỳ nhanh luôn. Tức là nó có thể cho anh chị là một tuần lễ 15% gain trên share, nhưng ngược lại có những người đang lỗ 40-50% trên những vòng có một tuần lễ đang một tháng là holding mã này mà lỗ tới 30-40% là chuyện bình thường, phải không? Đây là cái mã mà rất là volatile. Và đối với cái earning của nó là một cái dịp ấy, mà nếu anh chị chưa có mã này, anh chị có thể mở những cái sell put. Ví dụ như đối với em, những cái sell put 75 đồng, 73 đồng hay thấp hơn, đó là những cái gọi là steal đấy, tức là khó mà anh chị bị thua được ấy. Tuy nhiên đối với những anh chị mà đang có share cái mã này thì thật sự là mình đang ngồi trên nóng lửa đấy anh chị. Tại vì earning của mã này là một cái mà em đang khá là curious liệu cái earning lần này có thực sự nó biết hay không. Em đang khá lo ở cái vị trí đứng hiện tại của nó. Nhưng vào lúc này nếu mà anh chị hỏi em cái góc nhìn của em ngay bây giờ trên cái mã ENPH lần này earning như thế nào, thì em thiên về cái earning lần này nó sẽ biết và thành công hơn là cái chuyện mà nó drop và nó fail. Đó là góc nhìn của em trên ENPH earning nhá. Cùng chờ xem thử là liệu earning lần này có thực sự nó biết hay không. Và nếu để mà thực hiện cái việc mà nó biết earning, nó bắt buộc nó phải làm được một việc gì hơn chị. Em chỉ cần ENPH thực hiện được một việc duy nhất thôi, đó là giữ được trên cái mức giá 92 đô. Nếu mà lủng một cái zone này thì dự đoán nó quy định em sẽ bỏ qua. Còn tuy nhiên nếu mà ở trong tuần, tức là thứ hai, nó earning vào ngày chính xác là vào chiều ngày thứ ba, tức là ngày thứ hai và tới cuối ngày thứ ba nó vẫn giữ ở trên cái vùng giá này thì em sẽ say bullish. Nhưng nếu chỉ mới qua thứ hai và thứ ba thôi mà nó lủng qua nó drop như vậy này, thì rất có thể em sẽ đổi ý của mình. Nhưng mà tạm thời ngay vào lúc này thì em nói là ENPH đối với em nhìn là bullish nhé. Trả lời như vậy. Và Chipotle chắc là em bỏ qua, tại vì mình còn khá là nhiều mã khác ấy, đáng để nói hơn, cho nên là anh chị thông cảm nhé. Em nói về PayPal earning. Trước khi earning của nó, mình cùng xem cái khung giờ thử xem là PayPal đang ở tại vị trí nào và đang ở đâu nhé. Khung tháng của PayPal ấy, thì all the way down, chỉ all the way down mà thôi, massively. Hiện tại thì nó đang ở cái vị trí là đang có vẻ như nó muốn recover, đang đứng tại đây, đang stop out. Khung tuần của nó thì như thế nào? Khung tuần của nó thì vừa rejected. Đây không phải là good look đối với em không hề thích cái look này của cái khung tuần của nó một tí nào cả. Tuy nhiên ấy, đối với PayPal nó khá là tương đồng với là ENPS ở một chỗ ấy, là chỉ cần cái vùng giá này nó đừng phá vỡ, đừng phá gãy thôi. Hiện tại thì em đang khá là bullish PayPal, nếu nằm trên được 58 đô 17, hiện tại thì chắc là market ấy, anh chị đang giữ SQQ, anh chị đang short, anh chị đang put. Em biết và em hiểu được cái lý do anh chị nghĩ như vậy. Tuy nhiên thì mình phải thừa nhận là thị trường đang bullish đúng không, cho nên cái việc mà một cái mã stock ấy, nó beat earning và nó bay ấy, nó dễ xảy ra hơn rất là nhiều so với cái chuyện mà nó drop và nó crash. Ví dụ nha, em nói ví dụ nha, nói thì có sách, mắt thì phải có chứng, phải không? Mình có bằng chứng. Anh chị thấy Apple không ạ? Earning nó như thế nào? Earning nó drop nhưng ngay lập tức người ta buy, back up và đẩy nó lên. Meta là như thế nào? Meta earning nó beat earning và nó buy. Còn những mã nào nữa? Google thì sao? Google nó cũng drop earning nhưng chỉ còn một ngày một thôi, ngay lập tức ấy, có người buy tiếp, đẩy nó lên ngược lại, thấy không ạ? Tức là ý em này muốn nói ở đây tức là những cái mã, cái cách mà nó hồi phục nhanh hơn rất nhiều so với cách mà nó drop. Qua đó em muốn prove với anh chị một cái point rằng, một cái điểm rằng là người ta muốn mua hiện tại nhiều hơn là muốn bán. Thị trường hiện tại người ta vẫn đang muốn cất tiền vào
chăm sóc market có vẻ là như vậy so far, đúng không? Cho nên là đối với những cái earning anh chị đừng quá thắc mắc trên cái chuyện tại sao quy định lại nghĩ nhiều mã đi lên hơn là cái chuyện mà nó đi xuống. Mặc dù em thừa nhận là cái lúc này trên khung tuần này của PayPal em không có thích lắm, nhưng mà đối với earning này nếu mà nó vẫn hoàn thành tốt cái việc nhiệm vụ của nó là giữ được trên giá 58 hay 59 gì đó thì em nghĩ là PayPal vẫn có khả năng sẽ break out và đi lên nữa, cao hơn nữa. Hiện tại cái điểm mà nó cần phải break out tức là trên 64-65 thì em sẽ nghĩ là PayPal những cái room lên của nó sẽ còn có thể lên tới 72-73 đấy. Những anh chị đang có mã này thì hang tight nhé, hang tight. Hy vọng là em sẽ đoán đúng. Disney này, Disney cũng earning, em sẽ nói về Disney này, còn mã nào nữa nhá. Roblox, Disney và Baba. Roblox, Disney và Baba ngày thứ tư này là một ngày rất là sôi động luôn, rất là sôi động với rất là nhiều mã earning. Em sẽ nói về một vài mã cụ thể là Baba, Roblox và Disney nhá. Baba thì đang ở vị trí nào nhỉ? Em và anh chị cùng ngồi lại mình xem thử là Baba đang ở tại vị trí nào anh chị nhé. Em xóa đi những cái zone này, em nghĩ là không cần thiết nữa rồi. Không cần thiết nữa rồi, em chỉ muốn xem Baba đang đứng tại đâu thôi. Hiện tại được trên khung tháng của Baba vẫn đang là một cái trend down, một cách là bền vững hay bền vững. Khung tuần của Baba thì như thế nào? Khung tuần của Baba em rất thích cái khung tuần kiểu như vậy. Một cái tuần lễ mà nó cực xanh luôn, nó có một cái nến cực kỳ xanh như vậy nè. Chứng tỏ với mình được điều gì anh chị biết không? Nó chứng tỏ với mình được một điều ấy là nó đã có lực mua rồi, đã xuất hiện cái lực mua. Cái tuần lễ trước là một cái tuần lễ cực kỳ mạnh trên cái lực mua, còn tuần lễ này là cái tuần lễ mà nó pullback nè, chỉ là một cái nến đỏ tích tỏ nè. Thì em đang nghĩ rằng với cái setup hiện tại của nó, cái tuần lễ earning lần này rất có thể là cái dịp để Baba nó recover. Em không nói recover to all the way về những là cái mức giá cái top chỗ này, cái top chỗ này, cái top chỗ này, em không nói như vậy. Em chỉ nghĩ là khi đợt recover của nó rất có thể nó sẽ quay trở lại những cái mức giá tiềm năng, như là fill được cái gap này thì sao, đúng không? Fill được cái gap này 82 đồng hay là fill được hoàn toàn cái gap này 85 đồng maybe, đó là những cái khả năng, đó là những tiềm năng của nó. Thì nhìn chung đối với Baba thì em nghĩ là đợt cái earning lần này cũng sẽ tăng mà thôi. Đối với earning Baba lần này thì em chia sẻ với chị cái plan gì, em sẽ sell put trên cái Baba lần này nếu mà em thích mã này và em thích cái plan mà ý định vừa mới nhắc vừa mới chia sẻ nhé. Em nghĩ là earning lần này có thể Baba nó sẽ kéo và nó quay trở về được cái mức giá khoảng 92 đô nha, em nghĩ như vậy. Và đây là cái mũi tên em để sẵn để cho mình có cái cơ sở để mà nói chuyện với nhau sau cái ngày earning của Baba nhé. Đúng hay sai thì mình chờ xem thị trường sẽ chứng minh điều gì nhé. Tiếp tục mình nói về hồi nãy em có nói là Disney và Roblox phải không? Disney rồi tới Roblox. Disney, em tin rằng ấy, trên YouTube của mình em đã nói về Disney tương đối là nhiều lần rồi. Đây là những gì em threw out về cái mũi tên đây, anh chị có thấy không? Em nói về Disney ấy, em nói là có thể là nó sideways, nó up and down and up and down and up and down, nhưng cuối cùng rồi em tin là nó sẽ đi trở về cái vùng zone tiếp theo, next zone của nó là 102. Thì đây là cái dự đoán của Eden. Em nghĩ rằng ấy, trước cái ngày earning của Disney mà nếu tức là tại cái ngày earning của Disney mà Disney đang đứng tại vùng giá 102 ấy, thì em nghĩ rằng earning lần này nó sẽ là cái cơ sở và cái cớ và cái lý do để Disney nó gap up luôn. Em nói ví dụ nhá, tại vì Disney nó earning vào thứ mấy hả? Nó earning vào ngày chiều thứ tư, tức là mình còn hai ngày, thứ hai và thứ ba nữa. Em giả sử như thứ hai, thứ ba Disney nó chạy lên mà nó ngừng tại cái vị trí này, nó ngừng tại đây, tức là nó đóng cửa tại vị trí này, thì lúc đó mọi thứ đang diễn ra là Disney đang nằm ngay tại cái zone luôn. Mình wonder, tức là mình đặt câu hỏi rằng liệu cái chỗ này ấy, Disney nó rejected, nó sell off, hay là tại chỗ này Disney nó bay luôn. Thì em đánh giá khả năng ấy, là Disney rejected nhiều hơn là Disney nó break out, tức là nó rời khỏi cái station này, nó bay luôn, hơn là khả năng nó rejected. Lý do tại sao mình lại có cái cơ sở cũng như cái dự đoán đó là tại vì em nhìn vào cái cách mà nó đã đi trong suốt thời gian rất là lâu dài rồi ấy, là thật Disney là một cái mã về lâu về dài, anh chị thấy không ạ? Cái xu hướng chính của nó là xu hướng nó chỉ tăng lên thôi, đúng không? Xu hướng chính của nó là xu hướng tăng lên thôi, và nó thường ấy là nó sideways một thời gian rất là lâu. Nhưng anh chị thấy cái giai đoạn này, giai đoạn này là giai đoạn của nó sideways rất là lâu. Đây ví dụ như chỗ này nó sideways phải lên tới là 1554 ngày, tức là đâu đó khoảng 5 năm, nó đi sau về phải 5 năm rồi nó mới bắt đầu nó chạy. Thì ở cái giai đoạn vừa rồi của nó không tới 5 năm đâu, nhưng mà em nghĩ là nó cũng đã sau đủ lâu rồi, tức là cũng 600 ngày rồi, cũng 2 năm rồi. Em nghĩ đây là lúc nó sẽ trở về những cái mức giá mà nó đã từng ở đó rồi. Ví dụ như là những mức giá như là 109, 113, 114, 115 gì đấy. Em nghĩ Disney là cái mã mà xứng đáng nằm tại những mức giá đó. Đó là một vài chia sẻ của em trên cái earning. Em chỉ nói tới ngày thứ tư thôi. Tại sao em không nói về ngày thứ năm và ngày thứ sáu? Tại vì mình còn rất là nhiều ngày gặp lại nhau, thì những ngày đó em sẽ trả lời trên những cái mã và earning ngày thứ năm và thứ sáu. Tuần nữa là một tuần lễ cực kỳ và vô cùng sôi động luôn, với rất là nhiều mã earning. Ví dụ như là Affirm này, Pinterest này, Cloudera này, hay là Expedia. Rất là những mã này em còn chưa nói đến nữa. Thì những mã này mình sẽ nói với nhau sau trong những video tiếp theo. Thật Pepsi nữa này, Pepsi này, còn rất là nhiều mã. Thì nếu mà anh chị có câu hỏi gì, có cái mã nào mà anh chị đang quan tâm thì mình sẽ gặp nhau trong the next video livestream nhé. Thì trong video này em chỉ nói cho hai vấn đề thôi. Thứ nhất là cái vấn đề scam, lừa đảo rất là
Nói sao nhỉ, nó đơn giản, nó simple nhưng mà lại rất là serious. Em không muốn nó làm cho ai bị mất tiền nữa nhé. Và cái vấn đề thứ hai là mình em nói một tí, em đưa về cái plan, cái góc nhìn của em trên những mã nó earning trong tuần này, chỉ vậy thôi. Còn cụ thể hơn trade cái gì, sell put, sell call hay là mua call hay là mua share gì, em sẽ nói nhiều hơn, cụ thể hơn trong những cái buổi livestream của mình nhé. Video ngày hôm nay đến đây rồi, cảm ơn anh chị nhiều.